13.000 hộ dân di dời khẩn cấp trước siêu bão số 3. Theo kế hoạch, khoảng 4.600 hộ dân tại các quận Ngô Quyền 3.800, Hồng Bàng 400 và Lê Chân 400 sẽ được di dời từ 12 giờ đến 18 giờ ngày 5 tháng 9. Số hộ dân cần di dời tại quận Ngô Quyền có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình thực tế. Tất cả hộ dân sẽ được bố trí đến các trường học, ủy ban nhân dân phường và các căn hộ tạm cư do nhà nước quản lý, đảm bảo đầy đủ đồ dùng sinh hoạt thiết yếu. Nếu theo thông tin di rời 13.000 hộ dân trước cơn bão số 3, thì đây quả là cuộc sơ tán rất lớn trước một sự kiện thời tiết bất lợi. Người dân ở chung cư cũ, căn hộ xuống cấp, nhà xung yếu và ở chòi canh, lồng bè trên biển Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình được di rời trước khi siêu bão Iagi đổ bộ. Theo thông tin cập nhật, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng quyết định di rời 5.400 hộ dân ở các khu chung cư cũ, nhà nguy hiểm đến nơi an toàn để tránh bão. Theo Giám đốc Sở Xây dựng Hải Phòng, khả năng thoát nước của thành phố chỉ đáp ứng được lượng mưa 100mm, trong khi dự báo lượng mưa khi bão đổ bộ có thể lên tới 300mm. Do đó, nhiều khu dân cư tại Hải Phòng có nguy cơ bị ngập lụt nghiêm trọng. Để chủ động ứng phó, thành phố đã thông báo cho gần 1.800 phương tiện với hơn 5.200 lao động, 173 lồng bè với 285 lao động, 24 chòi canh với 14 lao động diễn biến của bão để chủ động phòng tránh. Để đảm bảo an toàn cho học sinh trước diễn biến phức tạp của bão, Hải Phòng quyết định cho học sinh nghỉ học từ ngày 7 tháng 9. Riêng các trường được sử dụng làm nơi di dời sẽ nghỉ học từ chiều ngày 6 tháng 9. Thành phố đã xác định các khu vực trọng điểm cần tăng cường phòng chống bão, đặc biệt là bán đảo Đình Vũ, đảo Cát Hải và khu du lịch Đồ Sơn do các khu vực này chưa có hệ thống đê, đập chắn sóng và rất dễ bị ngập lụt. Quảng Ninh đã di dời khẩn cấp hơn 3.000 người đang làm việc tại các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản. Đồng thời, địa phương đang khẩn trương xây dựng phương án di dời, ưu tiên cho người già, trẻ em, phụ nữ và những người yếu thế tại các khu vực nuôi trồng thủy sản khác, dự kiến hoàn thành trước 16 giờ ngày 6 tháng 9. Để đảm bảo an toàn cho người dân trước bão, tỉnh Thái Bình sẽ di dời khẩn cấp hơn 18.600 người từ 7.700 hộ gia đình đang sinh sống trong những ngôi nhà yếu trước 18 giờ ngày 6 tháng 9. Đồng thời, hơn 2.900 lao động đang làm việc tại các chòi canh nuôi trồng thủy sản ven sông, ven biển cũng được yêu cầu vào đất liền để tránh bão. Ngày 7 tháng 9, Hải Phòng và Quảng Ninh sẽ cấm biển lúc 11 giờ, riêng Thái Bình cấm biển từ 5 giờ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 17 giờ, tâm bão trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam của Trung Quốc khoảng 380 km, cường độ siêu bão 184-201 km/h, giật trên cấp 17. Trong 3 ngày qua, trung bình cứ sau 3 giờ bão tăng một cấp, từ 8 lên 16. Siêu bão đã chuyển sang hướng Tây với tốc độ từ 10-15 km/h. Dự kiến từ nay đến chiều tối mai, khi áp sát bán đảo Lôi Châu và đảo Hải Nam của Trung Quốc, bão tiếp tục giữ cường độ siêu bão. Tối mai, khi vượt đảo Hải Nam vào vịnh Bắc Bộ, bão giảm còn cấp 13-14. Từ chiều 7 tháng 9, bão đổ bộ miền Bắc, trọng tâm từ Quảng Ninh tới Thanh Hóa. Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đường đi Iagi được cho giống với bão Damray năm 2005. Khi bão này đổ bộ, đã tàn phá hệ thống đê biển Hải Phòng, Nam Định, Thanh Hóa, làm 68 người chết. Iagi rất mạnh, đạt cấp 13, giật cấp 16, nguy cơ tàn phá cao. Siêu bão số 3 sẽ gây thảm họa mạnh, người dân nên ở nhà sáng thứ Bảy. Mới đây, ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai nhận định cơn bão số 3 có đường đi khá giống cơn bão Damray năm 2005. Cơn bão được xem là lớn nhất thời điểm bấy giờ, đổ bộ vào miền Bắc nước ta, với sức tàn phá rất lớn, làm chết 58 người và gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. Theo ông Luận, dự báo của Trung tâm Khí tượng và Thủy văn Quốc gia cho thấy bão số 3 khi đổ bộ vào vịnh Bắc Bộ có sức gió cấp 13, giật cấp 16 nên nguy cơ tàn phá của bão cũng sẽ rất lớn. Do đó, đối với các địa phương ven biển, cần kiên quyết kêu gọi các tàu thuyền đang hoạt động thoát khỏi vùng nguy hiểm. Ông còn nhấn mạnh khoảng 20 năm nay chưa có cơn bão nào mạnh như bão số 3 đổ bộ vào miền Bắc. Với cơn bão này, vùng ảnh hưởng cấp 8 đã có phạm vi tới 250 km nên tàu thuyền có thể chìm tại nơi neo đậu chứ không cần phải ở ngoài. Đặc biệt, tại các đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, các âu tàu không có gì che chắn nên nguy cơ tàu bị chìm tại nơi neo đậu rất cao, người dân cần trăng trống kỹ càng, ông Luận nói. Cục trưởng Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai đánh giá, khoảng 20 năm nay chưa có một cơn bão nào mạnh như này vào miền Bắc nên chúng ta chỉ còn có một ngày để trăng trống nhà cửa, đến tối mai là không thể làm được nữa. Nếu không trăng trống nhà cửa trong hôm nay và ngày mai thì đến sáng ngày kia gió bão đã ảnh hưởng. Lúc đó, trèo lên trăng trống nhà cửa rất dễ xảy ra tai nạn, ông Luận cho hay. Lãnh đạo Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai khuyến cáo người dân nên tập trung thu hoạch lúa, hoa màu, thủy sản với phương châm xanh nhà hơn già đồng.
Đặc biệt, các đô thị cần sẵn sàng phương án khơi thông dòng chảy bởi với lượng mưa từ 200 đến 300mm trong 24 giờ, khả năng ngập úng là rất cao. Chúng tôi khuyến cáo người dân không tham gia giao thông khi bão đổ bộ. Người dân nên ở nhà vào sáng thứ Bảy vì bão số 3 được dự báo có bán kính rất rộng, dông lốc có thể xảy ra nên nguy cơ tai nạn khi cây xanh gãy đổ, mái tôn bị cuốn rất cao, ông Phạm Đức Luận nói thêm. Đối với miền núi phía Bắc, ông Luận đề nghị địa phương cần rà soát các khu vực ven sông, sơ tán người dân đến nơi an toàn, kiên quyết không cho người dân đi qua vùng tràn nếu không đảm bảo an toàn, bởi 3 tháng qua, rất nhiều người dân thiệt mạng vì lý do chủ quan này. Đối với vùng đồng bằng ven biển, theo ông Luận, cần di dời, sơ tán người dân khỏi những ngôi nhà không đảm bảo an toàn, bởi bão cấp 10, 11, giật cấp 13, những mái nhà kiên cố còn bị ảnh hưởng, tốc mái. Các địa phương cần khẩn trương chặt, tỉa cành cây, gia chống nhà cửa, đảm bảo hệ thống lưới điện an toàn. Trước đây, bão Damrey đổ bộ vào miền Bắc, toàn bộ một nhà máy may lớn thời điểm đó bị tốc mái sập hết, thiệt hại rất nặng. Hiện nay, khu vực bão số 3 đổ bộ cũng chính là trọng điểm kinh tế, nên rất nhiều nhà xưởng nằm trong tầm ngắm của bão, ông Luận nói. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng và Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 3, từ chiều 6 tháng 9, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 8 đến 10. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 13-14, giờ cấp 17, biển động dữ dội. Vùng biển khu vực phía Bắc Biển Đông có sóng biển cao từ 7-9 mét, vùng gần tâm bão 10-12 mét, biển động dữ dội. Từ đêm 6 tháng 9, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, sóng cao từ 2-4 mét, sau tăng lên 3-5 mét, vùng gần tâm bão đi qua 6-8 mét. Từ gần sáng 7 tháng 9, vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa, sóng cao từ 2-3 mét, sau tăng lên từ 2-4 mét, vùng gần tâm bão từ 3-5 mét. Từ đêm 6 tháng 9 đến sáng 9 tháng 9, ở khu vực các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Hà Giang, Phú Thọ, Hòa Bình, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội và Thanh Hóa, có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 350 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm. Các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến từ 100 đến 150 mm. Từ chiều 7 tháng 9 đến hết ngày 8 tháng 9, trên khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm. Riêng các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Sơn La 150 đến 250mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Tại khu vực vùng núi, trung du của Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, từ đêm 6 tháng 9 đến 8 tháng 9, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.